xin chào mọi người đã quay trở lại với lớp vẽ nhí và video ngày hôm nay mình sẽ cùng với mọi người vẽ một bức tranh phong cảnh và để cho bài vẽ ngày hôm nay trở nên thú vị hơn thì mình sẽ tái chế lại chiếc bàn chải cũ này mình sẽ sử dụng nó như một cây cọ và để vẽ những chi tiết cần thiết bàn chải cũ đã qua sử dụng thì mình nghĩ là ai cũng có thể tìm thấy được trong nhà của mình các bạn nhớ rửa thật sạch sau đó lau khô rồi chúng ta mới sử dụng nha sau khi đã chuẩn bị xong dụng cụ thì bây giờ chúng mình bắt đầu vẽ nha về phần nền của bức tranh ngày hôm nay mình sẽ sử dụng bốn màu là màu da màu xanh da trời màu xanh lá nhạt và xanh lá đậm bước đầu tiên mình sẽ thoa một lớp nước trước để tô phần nền sau khi đã tô ước phần giấy mình sẽ sử dụng hai màu mình sẽ trộn màu da và màu xanh da trời lại với nhau để tô phần mây hai màu này kết hợp lại với nhau thì nó sẽ tạo ra được một cái màu mây khá là trầm nếu như mà bạn nào muốn mây tươi tắn hơn thì có thể sử dụng màu trắng thay cho màu da cũng được nha cái này là tùy vào sở thích của mỗi bạn thôi và khi tô phần bầu trời á mình sẽ không tô đều hết phần nền mà mình chỉ thả màu chỗ đậm chỗ nhạt. Như vậy thì nó sẽ tạo ra được những cái gợn mây. Ở đây các bạn cũng có thể dễ dàng thấy là mình đã tạo được một cái khối mây màu trắng rồi nè. Mình sẽ tận dụng luôn cái màu trắng của nền giấy để tạo gợn mây. Như vậy thì tranh của mình nó sẽ mỏng và trong hơn. Với lại khi vẽ phần bầu trời các bạn cứ vẽ loang màu thoải mái một tí, cứ để cho những mảng màu nó tự loang ra, nó sẽ tạo ra được những hiệu ứng tự nhiên mà đôi khi các bạn không tính toán trước được. Nó sẽ làm cho cái bài vẽ của mình thú vị hơn. Còn ở phần giữa bức tranh mình sẽ sử dụng màu xanh đi loan ra để tạo hiệu ứng như là ở phía xa có một hồ nước Mình không đi quá rõ ràng mà mình chỉ đi mờ mờ thôi tại vì đây chỉ là một lớp nền Sau khi đã đi xong phần hồ nước ở phía xa thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây nhạt pha với xanh lá cây đậm để tô phần mặt đất ở phía dưới Như vậy phần bố cục nền cơ bản đã được chia ra làm 3 phần rõ ràng rồi sau khi các bạn đã tô xong phần nền cho bức tranh thì bây giờ chúng ta sẽ để cho tranh khô hẳn rồi bắt đầu mới đi chi tiết lên nha sau khi lớp nền đã hoàn toàn khô rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi những chi tiết cụ thể lên cho chanh Đầu tiên mình sẽ xử lý phần mặt nước Ở đây thì mình thấy phần mặt nước nó hơi nhạt nên mình sẽ đi cho màu nó đậm lên một chút Và có một cái lưu ý đối với những bạn vẽ nước á Những bạn mới bắt đầu vẽ thì mình nghĩ các bạn nên đi cọ hướng ngang qua lại như thế này như vậy thì cái phần mặt nước của các bạn nhìn nó sẽ tự nhiên hơn và các bạn tránh cái việc tả nước mà các bạn đi cỏ lúc thì hướng ngang lúc thì hướng dọc nha những cái đường cỏ hướng dọc nó sẽ làm cho nước của các bạn trở nên thiếu tự nhiên và không hề đẹp sau khi đã đi xong phần mặt nước thì bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc bàn chạy đánh răng cũ này để tả phần cỏ ở phía dưới phần lông của bàn chải khá cứng và thưa nhau, cho nên khi các bạn dùng nó để chấm cỏ thì những cái bụi cỏ của các bạn nó sẽ có những cái chấm lưa thưa và rất là tự nhiên, cho nên đây là một cái dụng cụ mà mình rất hay sử dụng ở trong tranh. Đây các bạn cứ chấm như thế này. Kỹ thuật chấm cỏ này thì nó cũng giống như kỹ thuật mình chỉ các bạn chấm tán cây hay là bụi cỏ ở những cái video trước á. Các bạn cứ chấm lưa thưa và tay di chuyển liên tục bức tranh mình đang vẽ là giấy khổ A6 cho nên kích thước nó hơi nhỏ, vậy cho nên là mình sẽ chỉ sử dụng phần đầu trên của bàn chải thôi. Nếu như mà các bạn vẽ những cái khổ tranh lớn hơn như là khổ A4 hay là A3 thì các bạn có thể sử dụng toàn bộ cái phần lông của bàn chải luôn. Như vậy thì cái mảng màu của mình nó sẽ to hơn. Còn ở đây thì giấy của mình hơi nhỏ nên mình chỉ sử dụng cái phần đầu của lông bàn chải thôi. Như vậy thì nó sẽ dễ điều khiển hơn. Cái mảng màu nó sẽ nhỏ hơn. Sau khi đã chấm xong phần cỏ thì bây giờ mình sẽ sử dụng màu vàng để mình chấm một ít hoa dại li ti ở phía dưới Như vậy thì nhìn bụi cỏ nó sẽ có cái gì đó lãng mạn hơn một tí Ở trong bức tranh này thì các bạn sử dụng hoa màu vàng hay hoa màu trắng gì cũng được hết Nó đều phù hợp với bức tranh Trong bức tranh này thì mình sử dụng hoa màu vàng tại vì bức tranh trước mình đã vẽ cánh đồng hoa màu trắng rồi các bạn có nhớ tấm tranh cánh đồng hoa cúc trắng được trước mình vẽ không? Cái bức tranh đó rất là nhiều bạn thích và có nhiều bạn vẽ lại Chụp hình gửi cho mình xem và mình cảm thấy rất là vui và mình nghĩ là mình sẽ có nhiều video hướng dẫn mọi người vẽ hoa cúc trắng nữa Tại vì mình không nghĩ là mọi người thích hoa cúc trắng nhiều tới vậy luôn á Mình chỉ làm có một video thôi Đợt sau thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn thêm những cách khác để vẽ hoa cúc nữa Mọi người cùng xem nha Quay trở lại với bài vẽ thì sau khi đã đi xong phần cỏ thì bây giờ mình sẽ sử dụng màu nâu Mình đi phần thân cây, mình sẽ vẽ một cây đào ở bên góc này Mình sẽ tỉa phần thân lên như đây bạn nào còn gặp khó khăn trong việc vẽ thân cây hay là tiện nhánh thì có thể xem video hướng dẫn vẽ cây trước của mình nha Mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả cho mọi người Phần cây này lát nữa mình sẽ đi tán cây màu hồng để diễn tả nó là một cây hoa anh đào Thật ra cách vẽ cây hoa anh đào nó giống hệt như cách vẽ cây của mình đã hướng dẫn Chỉ khác là các bạn thay vì sử dụng màu xanh lá cây thì đổi thành màu hồng thôi Không có khác gì cả Hoặc là các bạn có thể sử dụng thêm màu hồng pha với đỏ để tô đậm nhạt cho phần tán cây thêm sống động hơn, cứ chấm cây như thế nào thì bây giờ mình sẽ chấm tán cây hoa anh đào như vậy. Mình sẽ sử dụng phần bàn chải để vẽ tán cây hoa anh đào. Ở đây mình sẽ sử dụng 3 màu: màu hồng tươi, màu đỏ đậm và màu trắng để đi phần tán cây. Mình nghĩ trong tất cả các video mình đã làm trước đó thì đây là bài vẽ mà mình sử dụng nhiều màu nhất. Các bạn có thể thấy những cái video trước của mình đó mình vẽ tầm khoảng 4 hoặc 3 màu thôi để cho một bức tranh. Nhưng mà mình không hiểu sao bài này mình sử dụng quá nhiều màu Nãy giờ tính sơ sơ là đã 7 màu rồi À thêm phần màu nâu nữa là 8 màu á Để mình đếm lại nha Màu xanh da trời nè, màu da nè Màu xanh lá cây nhạt, màu xanh lá cây đậm Màu nâu, màu đỏ, màu hồng, màu trắng 8 màu Mình nghĩ đây sẽ là video vẽ màu nước mà sử dụng nhiều màu nhất của mình Tại vì bình thường thói quen của mình Mình không hay sử dụng nhiều màu trong một bức tranh Mình thường sẽ chỉ sử dụng tầm dưới 5 màu thôi và mình sẽ thường pha qua pha lại để nó tạo ra được những tông màu khác nhau phù hợp với bức tranh của mình Nhưng mà mình không hiểu tại sao hôm nay bài này mình lại sử dụng quá nhiều màu như vậy Nhưng mà không sao, lâu lâu thay đổi thói quen một tí cũng tốt mà Mình sẽ tiếp tục chấm phần tán cây này Khi mà các bạn chấm phần tán cây xong á Thì các bạn có thể thêm một ít màu đậm và màu sáng xung quanh để tạo hiệu ứng sáng tối cho phần tán cây một tí nha Mình sẽ sử dụng màu đỏ đậm hồi nãy để đi phần sáng tối một chút một chút thôi nha các bạn đừng chấm quá nhiều tại vì khi mà các bạn chấm quá nhiều màu nó sẽ bị dày và nó sẽ bị bớt lại với nhau cái tán cây của mình nó sẽ không còn được bồng bềnh nữa cho nên là các bạn chấm vừa phải thôi mình sẽ dùng thêm một ít màu trắng để đánh lưa thưa nữa như vậy thì cái phần tán cây nhìn nó sẽ nhẹ hơn và nhạt đi một chút mình sẽ đánh lưa thưa ở phần này nó sẽ có những cái bụi hạt trắng 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 có cảm giác như là mấy cánh hoa anh đào nó được ánh sáng chiếu vào á Tại vì camera này nó hơi xa nên là các bạn sẽ không thấy được cái hiệu ứng đó Nhưng mà nếu như các bạn vẽ trực tiếp vào bài của các bạn thì các bạn sẽ thấy được Sau khi đã xong phần tán cây thì mình sẽ sử dụng màu nâu vẽ thân cây hồi nãy pha với một chút màu đỏ đậm để được cái màu sẫm hơn Mình sẽ đi một tí cho phần thân cây ở bên hông này để tạo một chút hiệu ứng sáng tối Như vậy thì nhìn phần thân cây nó sẽ sống động hơn Mình chỉ tỉa lại một tí thôi Không còn quá cầu kỳ đâu Nếu bạn nào kỹ hơn thì có thể pha màu nâu nhạt để đi phần mép còn lại như vậy thì hiệu ứng sáng tối nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ có 3 lớp sáng trung gian và tối. Nhưng mà hôm nay mình chỉ đi hai lớp thôi. Sau khi đã xong phần thân cây thì mình sẽ chấm một ít cỏ lấp lên phần gốc. Như vậy thì nó sẽ che đi được những cái vết vẽ bị hở ở phần gốc. Bây giờ thì mình đã hoàn thành bức tranh rồi và bây giờ mình sẽ lột phần băng keo chặn giấy ra. Như vậy là mình và các bạn đã vừa hoàn thành xong một bức tranh cây hoa anh đào. Và một điều thú vị là hôm nay chúng ta đã tận dụng được chiếc bàn chải cũ ở trong nhà trở thành một chiếc cọ để chấm cây rất là đẹp. Vậy cho nên là sau này chúng ta không cần phải bỏ đi những chiếc bàn chải cũ như vậy nữa ha. Và sau này mình sẽ hướng dẫn thêm nhiều kỹ thuật hay từ những chiếc bàn chải cũ này và những vật dụng khác ở trong nhà mà đáng lẽ chúng ta sẽ bỏ đi. Hy vọng là những video của mình sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Đừng quên nhấn like và subscribe để xem thêm nhiều video hướng dẫn vẽ cơ bản của mình nha.